Thưa anh chị, chúng tôi muốn làm một sự so sánh như thế này. Một người đi trộm bò và hành vi này gây thiệt hại cho bê tài sản cho người khác, đương nhiên là phải bị tù. Còn một EVN nọ đó, tức là EVN Hà Nội, cũng có một hành vi gây thiệt hại tài sản cho rất nhiều khách hàng của mình, đó là tính gộp hai kỳ hóa đơn tiền điện nhưng không bị gì cả, mặc kệ cho khách hàng kêu gào. Vừa rồi nhiều người dân Hà Nội, nhiều khách hàng xài sử dụng điện đã táo quả khi mà họ Tết họ về quê không xài về điện, nhưng khi hóa đơn tiền điện đến thì nó gấp đôi những hóa đơn thường kỳ. Thí dụ như từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, hóa đơn tiền điện của ông Nguyễn Văn Sơn, 50 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội, dao động từ 1,1 đến 1,2 triệu một tháng. Và nhưng mà những tháng trước là như thế, nhưng đến tháng 2 con số này lên đến 2,3 triệu đồng, tức là gần gấp đôi. Tháng Tết này tôi về quê, làm sao mà tự nhiên tiền điện lại tăng gấp đôi được? Ông Sơn nói như vậy. Mỗi khi ông Sơn nhận được thông báo đóng tiền điện vào ngày 16 hàng tháng, tuy nhiên tháng hàng này tới cuối tháng ông mới nhận được. Tương tự chị Thùy Dương, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đinh ninh ngày 11 hàng tháng mới có hóa đơn tiền điện, nhưng sau khi nhờ bạn kiểm tra, tháng này chị Dương phải đóng 850.000 đồng tiền điện của gia đình chị Dương nộp vào tháng trước, thường quanh quẩn ở mức 450.000 đồng mà thôi. Trước việc nhiều người dân ở Hà Nội phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện trong tháng 2 tăng đột biến so với bình thường, lãnh đạo công ty điện lực thành phố Hà Nội, EVN Hà Nội cho biết hóa đơn tiền điện tháng 2 gộp hai kỳ gồm cả tháng 1 và tháng 2. Lý do bởi từ tháng 2, đơn vị điện lực này thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng thay vì đầu tháng như trước đây. Số ngày tính tiền điện của đợt này vì thế tăng từ 30 ngày nâng lên thành 57 ngày. Số tiền điện này khách phải trả từ tháng 1 và tháng 2, cho nên hóa đơn tiền điện tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Nhưng mà nếu là bình thường thì không, người ta không có ý kiến. Vấn đề là ngành điện lực tính theo kiểu bậc thang, cho nên tính gộp như thế là một cách chơi khôn và chơi ăn gian, làm tiền điện của người dân tăng lên theo kiểu bậc thang là một cách đương nhiên, và như thế là làm thiệt hại đến quyền lợi khách hàng. Và chúng tôi có thể dẫn chứng từng con số, từng cái hóa đơn ở đây, nhưng mà làm rối não các anh chị, chúng tôi chỉ nói một tình trạng chung như thế thôi. Đơn vị điện lực khẳng định mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ. Trong tháng có thay đổi, các tháng tiếp theo sẽ quay trở lại bình thường. Thưa anh chị, ngành điện thì nói là không có gì thay đổi hết, số tiền đó là đương nhiên, nhưng làm sao mà đương nhiên được, thưa anh chị? Đó là tính tiền của kiện theo kiểu bậc thang. Khách hàng có ý kiến như sau, trên báo thì các khách hàng có ý kiến công khai. Khách hàng Duy Trác: đây là cách công ty điện lực thu thêm tiền của khách hàng một cách hợp pháp. Tại sao không dùng tiền điện về cuối tháng trước? Vì chỉ số điện sẽ chỉ nằm ở bậc 1, 2, thu tiền ít hơn. Tại sao lại dùng tiền điện về tháng sau? Để chỉ số điện sẽ tăng đột ngột, tha hồ thu thêm tiền ở các bậc 5, 6 giá cao. Khách hàng này nói là tại sao không dồn hết hóa đơn về mà về tháng tháng 1 mà dồn về tháng 2 để thu cao hơn. Khách hàng Phạm Đăng Khoa: lợi thì EVN hưởng, còn thiệt thì bỏ đầu dân. Hay thật đấy, ghi sớm vài ngày để chuyển đổi thì ông thiệt tí nào đâu, sao lại ghi để thành 2 tháng không thật. Khách hàng Phạm Văn Đại: tại sao không chốt chỉ số điện 20 ngày cuối tháng 1 và tách riêng ra nhỉ? Cộng dồn thế này giá thì tính theo bậc thang, phần chênh lệch dân lại chịu. Tức là hàng trăm khách hàng đều có ý kiến giống nhau, là EVN đã chơi khôn, đã chiếm số tiền, đã lấy số tiền của dân cao hơn thực tế bằng cách gộp 2 tháng lại, và như thế theo tính cách bậc thang thì số tiền điện sẽ tăng vọt theo kiểu bậc thang. Như vậy là dương không bậc cách rất hợp pháp, EVN đã lấy số tiền của khách hàng cao hơn thực tế nếu so với cách tính tiền điện bình thường, tức là thu theo hàng tháng không theo thu gộp. Chúng tôi nói như thế này cho dễ hiểu: thu một tháng rồi thu một tháng nữa chứ không cộng 2 tháng, thì tính theo kiểu bậc thang thì nó sẽ thấp hơn nhiều so với cộng 2 tháng lại rồi tính một lần.
cộng 2 tháng lại và tính một lần. Tuy nhiên ở đây trong cái hợp đồng của khách hàng với ngành điện không ghi, không ghi cái kiểu này, tức là không ghi là quy định bắt buộc phải áp dụng tính tiền điện hàng tháng, mà có những khoảng trống để có lợi cho ngành điện. Và bây giờ khách hàng muốn kiện thì cũng không thể kiện kiểu gì cả, kiện kiểu gì cả. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy một ví dụ cụ thể để các anh chị thấy cách tính này có lợi cho ngành điện và thiệt hại cho khách hàng như thế nào. Và ý kiến của Nguyệt Ngọc Hải, khách hàng. Một, đề nghị điện lực chốt số công tơ và những ngày còn lại của tháng 1 riêng, chốt đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024. Chốt chỉ số công tơ từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến 29 tháng 2 năm 2024. Nếu chốt tách riêng 2 tháng như vậy thì người sử dụng điện sẽ không bị thiệt thòi do cách tính điện theo kiểu lũy tuyến của ngành điện. Nếu chốt gộp cả tháng 1 và tháng 2 như ngành điện áp dụng thì số tiền thanh toán của tháng 2 này sẽ tăng khoảng 27% tiền điện so với cách chốt chỉ số riêng từng tháng. Khách hàng này dẫn chứng rất cụ thể, tính toán đàng hoàng, chứ không phải là như ngành điện nói gộp cả 2 tháng này nó cũng như vậy thôi, không có chênh lệch gì. Ở đây chênh lệch là 27%. 27% là do khách hàng này xài ít, nếu mà xài nhiều thì nó sẽ còn nhiều phần trăm hơn nữa. Nếu tách riêng thì tháng 1 nhà tôi tiêu thụ 166 kW. Chỉ số này tôi vào trang của điện lực tra cứu cụ thể, không phải tự mình ghi ra. Tháng 2 tiêu thụ 267 kW. Theo giá điện mới thì số tiền tháng 1 là 311.572 đồng, tháng 2 là 539.993 đồng, tổng là 851.565 đồng, chưa có thuế VAT 8%. Nếu tính gộp theo kiểu của ngành điện thì 2 tháng nhà tôi tiêu thụ 433 kW, số tiền phải thanh toán gộp 2 tháng là 1.082.183 đồng, chưa có thuế VAT. Như vậy rõ ràng rằng khách hàng bị thiệt hại phải không? Tất cả khách hàng đều bị thiệt hại hết theo cách tính của EVN Hà Nội, tính gộp 2 tháng. Và chúng tôi cũng như những khách hàng đã chứng minh rằng thay vì tách ra làm hai hóa đơn, thu chậm cũng được, nhưng mà phải tách thành hai hóa đơn tháng 1 tính tiền riêng, hóa đơn tháng 2 tính tiền riêng, thì ngành điện ở đây là EVN Hà Nội lại gộp hai chung hai tháng lại và thiệt hại cho khách hàng. Và khách hàng đã chứng minh rồi. Thưa các anh chị, có một ông chủ quán bê thui do làm ăn thua lỗ, cho nên ông đã nghĩ cách để gỡ gạc. Và do làm nghề bê thui đã đi mua bò hơi, tức là bò sống, rồi bò móc hàm, tức là bò đã làm thịt rồi, nên là ông đã có kinh nghiệm chăn dắt bò. Và ông đã chú ý một đàn bò, ông trộm 12 con và dắt đi công khai đó giữa đường, rồi đến một bãi cỏ ông thả nó vào đó, thả rong ở đó và chăn dắt nó, rồi tìm một cái địa bán, ông bán một con được 10 triệu đồng thì bị công an phát hiện và bắt giữ. Tất nhiên ông chủ này bị bắt là đúng rồi, ông chủ quán thôi bắt đúng thôi, ông làm thiệt hại quyền lợi của người khác thì ông bị bắt. Nhưng mà chắc có lẽ ông không biết rằng dù ông có ăn trộm 100.000 con bò cũng không bằng một cách tính của EVN. Họ chỉ cần gộp hai hóa đơn lại thôi, thay vì tách riêng thành hai hóa đơn như bình thường, thì đã lấy đi của khách hàng số tiền bạc rất lớn. Và hay hơn cả là khách hàng có chửi, có ý kiến, có thắc mắc thì cũng thế thôi, EVN vẫn không bị gì cả. Họ lấy tiền một cách hợp pháp từ chính khách hàng của mình. Còn ông chủ quán bê thui số quá đen đi thôi. Xin cảm ơn các anh chị.